trận đấu ra quân nếu như đội tuyển Việt Nam để thua với tỷ số 2-3 khá tiếc trước các cầu thủ Iraq, thì đội tuyển Iran đã chứng tỏ vị thế của ứng cử viên vô địch khi dễ dàng vượt qua đội tuyển Yemen với tỷ số 5-0. 5 bàn thắng được ghi với nhiều phong cách khác nhau, cho thấy một sức mạnh đáng sợ và toàn diện của đội tuyển Iran. Trận đấu mà họ giành chiến thắng đậm mà vẫn chưa bùng hết sức. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran ở lượt trận thứ 2 của bảng D Asian Cup 2019 đã bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ vững thành bên phía tay phải màn hình quý vị trong hiệp đấu đầu tiên. Một chi tiết cũng rất đáng lưu ý, đó là trọng tài Mohammed Taki. Mặc dù là một trọng tài mang quốc tịch Singapore, nhưng ông lại là một trọng tài có gốc Iran. Và đây cũng là trọng tài đã từng thổi một quả penalty bất lợi cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại giải U23 châu Á vừa qua, trong trận đấu mà chúng ta đã gặp đội tuyển U23 Qatar. Ngày hôm nay không hiểu là ông Taki sẽ có những quyết định công bằng không. Đối mặt với đội tuyển Iran, một đội bóng có thể nói là mạnh nhất châu lục ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải chơi phòng ngự. Đây sẽ là nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp cận trận đấu này một cách vô cùng thận trọng. Và có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những phương án để đối mặt với Iran trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông cũng đang khá tự tin và thoải mái. Đây là Sadar Azmoun, một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển Iran hiện nay, người cũng đã có một bàn thắng vào lưới Yemen ở trận đấu trước. Quang Hải, trọng tài đã thổi phạt số 19 của chúng ta. Dù Iran được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Carlos Queiroz vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và tôn trọng đội tuyển Việt Nam trong phát biểu trước trận đấu này. Huấn luyện viên Carlos Queiroz là một người rất giàu kinh nghiệm tại những đấu trường lớn của bóng đá thế giới. Ông đã từng 4 lần dự World Cup khi dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau. Đó là đội tuyển Nam Phi vào năm 2002, đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2010 và đội tuyển Iran vào 2 lần năm 2014 và 2018. Người đã thực hiện cú sút phạt vừa rồi là Askan Dezaga ở trận đấu gặp đội tuyển Yemen. Trong một vị trí gần hơn, Askan Dezaga đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Iran từ một tình huống sút phạt, đưa bóng đập cột dọc, bật trở lại và chạm vào người thủ môn đối phương, bật vào lưới. Ngày hôm nay thì Văn Hậu cùng với Đức Huy đã được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ngay từ đầu. Rõ ràng là với ý đồ ngăn chặn sức mạnh của cao thủ Iran ở tuyến giữa, thì việc ông sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm là rất hợp lý, bởi khả năng tranh chấp của Đức Huy là tốt hơn so với Xuân Trường. Còn vị trí của Đoàn Văn Hậu cũng là một vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng đề cao sự an toàn hơn so với việc ông sử dụng Hồng Duy ở trận đấu đầu tiên. Văn Hậu với chiều cao rất lý tưởng của mình sẽ là một phương án chắc chắn hơn ở mặt trận phòng ngự. Trong những tình huống chúng ta chịu những quả đá phạt thì Văn Hậu cũng có thể bó vào trong để thực hiện những tình huống cản phá bóng trên không. Sử dụng Văn Hậu đúng là một giải pháp hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu này thì chúng ta cần nhiều hơn sức mạnh và tốc độ. Và trong những phút vừa qua, chúng ta có thể thấy được sự tự tin của cao thủ Việt Nam. Đây là một điều, là một tín hiệu rất đáng mừng. Chúng ta đang chơi với một đội bóng rất mạnh, và điều quan trọng là chúng ta cần phải có được sự tự tin. Hùng Dũng, Văn Đức, đây là Công Phượng. Chúng ta đang rất tự tin trong những phút đầu tiên này.
Cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang mạnh dạn cầm bóng để triển khai lối chơi. Trong suốt hơn một năm qua, chúng ta không còn lạ gì khi phải đối mặt với những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và điều đó cũng đã phần nào mang lại những kinh nghiệm và sự tự tin cho các cầu thủ chúng ta ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Việc phải đối mặt với những đội bóng mạnh như đội tuyển Iran sẽ là cơ hội tốt để các học trò huấn luyện Park Hang-seo có thể rèn luyện bản lĩnh cũng như học hỏi từ chính đối thủ. Văn Hậu đang bó rất sâu vào phía trong và một đường chuyền bằng má ngoài chân trái cho Trọng Hoàng. Những phút giây mà chúng ta đang pressing tầm cao và ít nhiều gây ra sự lúng túng cho đối thủ. Pha xử lý rất an toàn của Đỗ Duy Mạnh. Có thể thấy được là đội tuyển Iran lúc này cũng đang rất thận trọng trước đội tuyển Việt Nam. Họ không vội vàng dâng cao và đang chơi một đội hình cũng khá thấp. Thời điểm 3 giờ chiều của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nắng vẫn khá chói chang. Và trong một trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam đang lựa chọn cầu môn ở hướng có lợi hơn, trong khi thủ môn của đội bạn đang bị chói nắng ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Và theo những thông tin, cơ hội khá nguy hiểm. Đó là cơ hội đầu tiên của đội tuyển Iran, nhưng Đặng Văn Lâm lần này đã cho thấy sự ra vào rất hợp lý. Theo những thông tin mà phóng viên Quang Việt và Quốc Hiếu của chúng tôi, đài truyền Việt Nam có mặt tại Abu Dhabi cho biết, thì một tình nguyện viên của ban tổ chức vì cái nắng tại Abu Dhabi lúc này đã bị ngất. Điều đó cho thấy là trận đấu ngày hôm nay sẽ là một thử thách về mặt thời tiết dành cho các cầu thủ của chúng ta. Đường chuyền là của Ehsan Safi. Iran là đội tuyển có chiều cao trung bình tốt nhất tại Asian Cup năm nay, với chiều cao trung bình của các cầu thủ lên tới gần 1m85, trong khi chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam là khiêm tốn nhất giải, hơn 1m74. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam cũng là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất giải, chỉ hơn 23 tuổi một chút thôi. Còn cầu thủ Iran cũng ở nhóm những đội bóng có độ tuổi trung bình cao tại giải đấu, khi độ tuổi trung bình của họ là 27,04. Thực tế thì bóng đá Iran luôn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với các đội tuyển của chúng ta suốt từ quá khứ cho tới nay. Những thành tích đối đầu trong lịch sử, chúng ta lại không hề thua kém, thậm chí nhỉnh hơn so với bóng đá Iran. Dù là đối đầu ở cấp độ đội tuyển U23 hay Olympic, và có lẽ kỷ niệm ngọt ngào nhất đến cách đây 4 năm khi ở vòng bảng ASEAN 2014, đội bóng của chúng ta đã có chiến thắng bất ngờ với tỷ số 4-1 trước đội tuyển Olympic Iran. Sau đó chúng ta tiếp tục giành một chiến thắng nữa để giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi đội tuyển Olympic Iran đã bị loại. Thành tích đối đầu khá tốt trước các đội bóng của Iran ít nhiều sẽ mang đến sự tự tin cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Ehsan Safi. Hôm nay ông Carlos Queiroz cũng đã thay đổi khá nhiều so với trận đấu ra quân gặp đội tuyển Yemen. Những trụ cột đã ngồi dự bị ở trận đấu ra quân ngày hôm nay đều được tung vào sân. Có thể thấy là ông Carlos Queiroz đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Một pha băng về hỗ trợ phòng ngự của Đức Huy.
trận đấu trước thì người đã vào sân thay Xuân Trường trong hiệp 2 là Huy Hùng. Phút thứ 10, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran vẫn đang có tỷ số không đều. Chúng ta sắp phải chịu một quả phạt góc rất nguy hiểm. Đặng Văn Lâm đã kiểm soát được tình hình. Chúng ta cần phải hết sức tập trung với những tình huống bóng bổng như vừa rồi. Đội tuyển Việt Nam cần phải đặt khâu phòng ngự lên trên hết trong trận đấu này. Chúng ta cần phải giữ được kỷ luật trong những tình huống chống bóng bổng cũng như những tình huống đá phạt cố định của cao thủ Iran. Gafuri. Tiến Dũng. Về mặt con người so với AFF Cup thì Tiến Dũng đang thay Đình Trọng, nhưng về mặt vị trí thì Bùi Tiến Dũng đang đá thay vị trí của Quế Ngọc Hải, trong khi đội trưởng của đội tuyển Việt Nam bó vào giữa để đá thay vị trí của Đình Trọng, người đã gặp chấn thương và không thể dự giải đấu này. Được chuyền lên là của Văn Hậu. Trong những phút vừa qua, đội tuyển Việt Nam cũng đang chơi phòng ngự một cách chắc chắn và rất tập trung. Chúng ta cần phải duy trì tốt một thế trận như thế này. Và điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cần phải giữ sạch lưới trong hiệp đấu đầu tiên. Nếu làm được điều đó thì chúng ta sẽ có cơ hội để gây bất ngờ trong hiệp 2. Đây là năm thứ 9 ông Carlos Queiroz dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran. Có lẽ ấn tượng lớn nhất mà huấn luyện viên Bồ Đào Nha để lại là giúp đội tuyển Iran thi đấu khá hay ở World Cup 2018. Đội bóng của ông chỉ thua sát nút Tây Ban Nha, cầm hòa đội tuyển Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và vượt qua đội tuyển Maroc ở vòng đấu bảng. Và đây sẽ là trận đấu mà chúng ta sẽ được xem trình độ của bóng đá Việt Nam so với một đội bóng trình độ đẳng cấp World Cup như thế nào. Đội tuyển Iran với rất nhiều những sự đầu tư lớn và được tổ chức một cách rất bài bản và quy củ, khi mà huấn luyện viên Carlos Queiroz đã có 8 năm để xây dựng nên lối chơi cho đội bóng này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem đội tuyển Việt Nam đối mặt với một đội bóng lớn ở tầm châu lục như thế nào. Đó là một pha phối hợp đẳng cấp cao của cao thủ Iran. Một lần nữa thì Đặng Văn Lâm lại có một pha ra vào rất hợp lý để bắt bài đối thủ. Chúng ta vừa được thấy những gương mặt rất nổi tiếng bên phía đội tuyển Iran. Godos là người thực hiện đường truyền vừa rồi, là cầu thủ đang chơi tại Ligue 1. Trong trận đấu trước gặp đội tuyển Yemen, sau khi Godos vào sân thì cầu thủ này đã ghi bàn cho đội tuyển Iran bằng một cú vô lê rất đẳng cấp. Ngày hôm nay anh đã được huấn luyện viên Carlos Queiroz cho vào sân ngay từ đầu. Saman Godos còn mang trong mình cả quốc tịch Thụy Điển và đã từng hai lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển trong những trận đấu giao hữu. Và đây là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Thụy Điển. Có thể thấy đội tuyển Iran đang sở hữu rất nhiều những ngôi sao, không chỉ ở mặt trận tấn công mà cả ở khâu phòng ngự họ cũng có những cầu thủ rất chất lượng, và cả thủ môn của họ nữa. Một thủ môn đã thể hiện được đẳng cấp của mình tại đấu trường World Cup 2018. Sự xuất sắc của thủ môn Veran Van đã giúp cho Iran có kết quả
rất tốt tại World Cup 2018 tại vòng đấu bảng. Họ để thủng lưới rất ít. Ngay cả những đội bóng hàng đầu thế giới như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha cũng chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới đội tuyển Iran. Rõ ràng sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội ở thời điểm này là rất lớn. Tuy nhiên, sự chênh lệch đó cũng không thể đảm bảo cho Iran có thể giành một chiến thắng. Bóng đá không phải là những con số thống kê, không phải là những con toán khô khan, mà nó còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến những màn trình diễn và kết quả của các trận đấu. Và chúng ta cùng hy vọng vào một điều tốt đẹp, điều bất ngờ mà đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra trước ứng cử viên vô địch số 1 Asian Cup trong trận đấu ngày hôm nay. Cho tới lúc này thì các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang chơi rất hợp lý trong từng đường bóng. Một tín hiệu tốt là chúng ta đang kiểm soát bóng một cách tự tin và đội tuyển Việt Nam đang có tới 44% thời gian kiểm soát bóng. Đây là một con số thống kê rất tích cực và rất đáng khen của đội tuyển Việt Nam khi đối mặt với đội tuyển Iran. Trước đối thủ Iraq ở trận đấu trước thì chúng ta cũng có tỷ lệ kiểm soát bóng gần tương đương. Askan Dezaga rất nguy hiểm. Hoan hô thủ môn Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã có một pha băng ra rất kịp thời. Nhưng vừa rồi thì hàng phòng ngự của chúng ta cũng có cho thấy những sơ hở khi để đội bạn rất thoải mái thực hiện một pha phối hợp trung lộ. Rất may là vừa rồi Văn Lâm đã băng ra rất kịp thời. Lần thứ 3 trong hiệp 1 trận đấu này, Đặng Văn Lâm có những pha ra vào hợp lý để đọc bài đối thủ và cản phá thành công. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm của Gosdorp là như thế nào. Dezaga là người đã thực hiện pha chọc khe thuận lợi cho Gosdorp. Tất cả những pha bóng nguy hiểm mà Iran tạo được cho tới lúc này đều là những tình huống bóng sệt, chọc khe rất hay. Công Phượng. Rất hay, Công Phượng. Công Phượng là một cầu thủ có lối chơi rất lì lợm và Công Phượng rất hợp với những trận đấu như thế này. Theo tôi thì bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng trọng tài không nổi còi. Quang Hải. Đội tuyển Iran đang có một thế trận không dễ thở chút nào trước đội tuyển Việt Nam. Họ đang thi đấu rất tập trung nhưng cũng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm ngoại trừ tình huống của Gosdorp trước đó. Hôm nay thì số 13 Kanani cũng đã được vào sân trong đội hình xuất phát. Dường như đã có một pha kê chân của đối thủ với Đoàn Văn Hậu. Thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía đội tuyển Iran với pha phạm lỗi vừa rồi. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã dành cho đội tuyển Iran. Cầu thủ Iran đang phản đối quyết định rút thẻ vàng của trọng tài. Nhưng không có sự thay đổi từ trọng tài Taki. Đó rõ ràng là một pha kê chân nguy hiểm với Văn Hậu. Người phải nhận thẻ là Mehdi Taremi. Taremi là người đang ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Iran với 2 bàn thắng. Taremi là một cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải hết sức lưu ý. Cầu thủ này có khả năng di chuyển rất rộng và khả năng dứt điểm cũng rất đa dạng. Không chỉ lợi hại với những cú sút xa mà những pha đánh đầu của Taremi cũng là một điều mà các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần hết sức lưu ý. Lúc này thì Quế Ngọc Hải là cầu thủ duy nhất đang thi đấu trên sân đã từng đối mặt với đội tuyển Olympic Iran cách đây 4 năm và được hưởng hương vị ngọt ngào chiến thắng rất đậm và bất ngờ. Trên mặt ghế dự bị đội tuyển Việt Nam còn có tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, một trong hai cầu thủ đối mặt với đội tuyển Olympic Iran 4 năm về trước. Cả
cánh trái của Trọng Hoàng ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày làm việc vất vả đối với Trọng Hoàng, bởi đối mặt với anh trong trận đấu này là những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất tốt của đội tuyển Iran bên phía cánh trái như là Taremi hay là Amiri. Trọng Hoàng chính là cầu thủ đã gián tiếp tạo nên bàn thắng của Công Phượng trong trận đấu ra quân của chúng ta trước đối thủ Iraq. Đó là một pha đi bóng thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân trái khiến đối phương lúng túng. Askan Dejaga. Taremi. Dejaga. Rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang tổ chức chống bóng bổng tốt kể từ đầu trận. Có thể thấy rằng những sải chân dài của cầu thủ Iran đang mang lại cho họ rất nhiều lợi thế trong những tình huống đi bóng và đua tốc độ. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và tạt bóng của đội trưởng Dejaga. Những pha đi bóng và tạt bóng như vừa rồi sẽ rất nguy hiểm nếu như các trung vệ phía trong của đội tuyển Việt Nam không làm việc tập trung. Bởi chiều cao luôn mang đến lợi thế cho các cầu thủ tấn công bên phía Iran có thể chiếm lĩnh khoảng không tốt hơn. Đó là một pha cản phá dũng mãnh của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Trong trận này thì Quế Ngọc Hải sẽ là một điểm tựa quan trọng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải với một lối đá mạnh mẽ và chắc chắn của mình sẽ là một cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của chúng ta. Gafuri. Gafuri trận trước cũng ngồi dự bị, trận này đã có mặt trong đội hình xuất phát. Ngoài việc giành chiến thắng dễ dàng và không bung hết sức, đội tuyển Iran còn có lợi thế hơn so với đội tuyển Việt Nam là được nghỉ hơn chúng ta một ngày. Gafuri. Khoảng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và đội tuyển Việt Nam vẫn đang có một thế trận tốt. Rất nguy hiểm. Không vào. Hai cầu thủ chúng ta áp sát rất nhanh để ngăn cản cú dứt điểm của số 17 Taremi. Một lần nữa Quế Ngọc Hải đã nằm xuống sân. Quế Ngọc Hải đang chơi lăn xả trước các cầu thủ to cao và mạnh mẽ bên phía đội tuyển Iran. Nếu như không có pha lăn xả vừa rồi của Quế Ngọc Hải thì cú sút của Taremi sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải thi đấu với một tinh thần cao như thế này. Nếu như có thể giữ sạch lưới trong hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ trong hiệp 2. Morteza. Toàn bộ đội hình của chúng ta đang lùi về phần sân nhà để tạo nên những lớp phòng ngự nhiều tầng. Và pha bóng của Duy Mạnh. Có thể nói là nếu giành được dù chỉ một điểm trước Iran trong trận đấu này, đó cũng sẽ thực sự là một kỳ tích của đội tuyển Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Văn Lâm vẫn an toàn sau một tình huống khá nguy hiểm. Duy Mạnh, pha phạt bóng không tốt của Đỗ Duy Mạnh, một quả phạt góc cho đội tuyển Iran. Có lẽ vừa rồi thì Duy Mạnh cũng đã bị chói mắt khi trong một tình huống pha bóng bẩm. Rất tốt, pha xử lý an toàn của Đặng Văn Lâm. Khá nguy hiểm. Sada. Một lần nữa thì Đặng Văn Lâm lại cho thấy sự chắc chắn của mình. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày làm việc vất vả đối với Đặng Văn Lâm. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để Đặng Văn Lâm thể hiện giá trị đích thực của mình. Rồi là cú sút điểm của chân sút xuất sắc nhất đội tuyển quốc gia Iran thời điểm hiện tại. Sada Asmun mới 24 tuổi nhưng đã khoác áo đội tuyển 41 lần và đặc biệt là có tới 25 bàn thắng. Điểm xuất ghi bàn rất tốt. Đội phản công rất hay, pha phượng giữa Công Phượng và Quang Hải. Quang Hải đã bị phạm lỗi. Đội bạn đã buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. Vẻ mặt tự tin của Quang Hải là điều mà chúng ta đang rất muốn nhìn thấy. Các cầu thủ rất cao to bên phía đội tuyển Iran cũng đang phải làm việc vất vả trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Từ một đường chọc khe của Quang Hải trong trận đấu trước, chúng ta đã có được bàn mở tỷ số sau một tình huống lóng ngóng đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía đội tuyển Iraq. Bắn hậu không được, rất đáng tiếc. Vừa rồi là một tình huống mà phòng ngự của Iran cũng đã cho thấy sự thiếu tập trung. Vừa rồi Văn Hậu cũng có thể sút thẳng ngay. Khi mà thủ môn của đội tuyển Iran cũng đã đứng khá xa khung thành. Ba cầu thủ đá ở hàng tiền đạo của chúng ta cũng rất chịu khó áp sát ngay về phần sân đối phương để giúp giảm áp lực cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và nếu như đối phương mắc sai lầm, chúng ta ngay lập tức có những pha phối hợp nhanh để gây áp lực lên khung thành của đội tuyển Iran. Đức Huy, đường chuyền dài của Đức Huy cho Công Phượng. Hậu vệ của đội bạn Safi cũng đã theo kèm rất sát Công Phượng trong tình huống vừa rồi. Đội tuyển Iran cũng đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên. Và ông Carlos Queiroz cũng rất đề phòng với Công Phượng sau khi Công Phượng đã đóng vai trò quan trọng trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam và lưới đội tuyển Iraq. Đức Huy và Hùng Dũng tất nhiên ngày này sẽ phải hoạt động nhiều hơn để hỗ trợ thêm cho hàng phòng ngự của chúng ta. Đoàn Văn Hậu pha phá bóng bằng chân phải lên phía trên. Khung thành của Đặng Văn Lâm lúc này đang rất cần những tấm lá chắn như Đức Huy hay Hùng Dũng để ngăn chặn những cú sút xa của các tiền vệ bên phía đội tuyển Iran. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Askar Nezaga. Cầu thủ Việt Nam đang rất chịu khó đèo bám đối phương. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có cách tiếp cận trận đấu rất hợp lý. Và chúng ta cần phải duy trì được thế trận như thế này. Văn Đức. Cơ hội phản công. Đội tuyển Iran cũng đang có một trận đấu không hề dễ thở một chút nào. Phút thứ 30 của hiệp 1 và những đôi chân của các cầu thủ Việt Nam của chúng ta vẫn đang đứng vững. Và cản phá tốt của Đoàn Văn Hậu, bây giờ là Văn Đức. Tốc độ của Quang Hải là không kịp đường chuyền vừa rồi của Văn Đức.
phút thứ 30 hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran. Số vẫn đang là không đều. Chúng ta vẫn đang có được thế trận tốt đúng với khả năng của mình. Và cản phá là của Đỗ Duy Mạnh. Gafuri. Bóng tạt của Desaga. Bóng vừa rồi đã tìm đến vị trí của Tameri. Taremi. Đây là cầu thủ có chiều cao rất tốt bên phía đội bạn. Trong trận đấu gặp đội tuyển Yemen thì cầu thủ Iran cũng đã có một phương án tấn công bóng bổng, đó là trung phong của họ Sada Amun chạy chỗ để hút người và để cho Taremi băng từ ngoài vòng cấm vào trong đánh đầu. Đây là một miếng đánh mà đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức đề phòng với đội tuyển Iran. Hồi bóng khá tốt. Cự ly đội hình là điều mà chúng ta vẫn đang làm tốt trong những phút vừa qua, và điều đó khiến cho đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Godos, Morteza, Askan Dezaga. Đội tuyển Việt Nam đang chịu sức ép. Dezaga, bóng đã trôi hết đường biên ngang. Đội tuyển Iran đang gặp phải những khó khăn thực sự khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ rất cao to lực lưỡng như Dezaga cũng đang không dễ gì có thể vượt qua được những hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Vẫn là pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Quang Hải, Đông Phương. Các cầu thủ Iran đã bắt được vài pha phối hợp giữa Quang Hải và Công Phượng. Godos. Dezaga. Không dễ cho đội tuyển Iran có thể vượt qua được các cầu thủ của chúng ta. Taremi. Asmun. Rất hay. Người cản phá thành công là Bùi Tiến Dũng. Trọng Hoan. Công Phượng. Rất hợp lý Quang Hải. Công Phượng. Phía bên này là Văn Đức. Bóng vẫn trong chân chúng ta. Lỗi thuộc về cầu thủ bên phía đội tuyển Iran. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang triển khai một lối chơi rất hợp lý. Chúng ta chơi phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ bên phần sân nhà, và mỗi khi thu hồi được bóng thì chúng ta cũng luân chuyển bóng lên phía sân của đội tuyển Iran một cách rất nhịp nhàng. Đội bạn vừa rồi đã buộc phải phạm lỗi với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cho các học trò của mình tiếp cận trận đấu này với một cách thức rất hợp lý. Godos vừa rồi cũng đã phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự cho đội tuyển Iran.
ta đang chơi bóng với tâm lý thoải mái nhất. Điều quan trọng là chúng ta có thể thấy được rằng cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang không hề sợ hãi trước đội tuyển Iran. Rất nguy hiểm. Cú sút của Sada Amun. Một kỹ thuật dứt điểm không phải dễ, ngay cả với những cầu thủ đẳng cấp. Thủ Iran cũng đang rất tích cực xử lý tình huống nhanh mỗi khi có cơ hội. Thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp 1 và đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn đang làm tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới. Đội tuyển Iran đã thực hiện được 6 cú sút. Tuy nhiên chưa một lần Đặng Văn Lâm thất bại trước những cú sút của đội tuyển Iran. Morteza. Và pha bóng của Duy Mạnh. Văn Đức. Không có cầu thủ nào hỗ trợ Văn Đức ở tình huống này. Morteza. Cầu thủ chúng ta nhỏ con và gặp rất nhiều bất lợi trong tình huống tranh chấp với cầu thủ Iran. Cần chính vì thế mà chúng ta cần phải có được sự liên lạc giữa các vị trí với nhau để bóng thường xuyên được luân chuyển. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cuối cùng thì đội bạn cũng đã tìm kiếm được bàn thắng và đó là một tình huống bóng bổng. Điều mà chúng ta hiểu rất rõ là đội tuyển Iran mạnh. Tuy nhiên việc chống những tình huống như thế này là điều không dễ. Cầu thủ đã lập công là tiền đạo nguy hiểm nhất của đội tuyển Iran, Sardar Azmoun. Bàn thắng thứ hai của Sardar Azmoun ở giải đấu năm nay. Cầu thủ Iran ngoài lợi thế về thể hình thì tốc độ và khả năng di chuyển của họ cũng rất linh hoạt nữa. Điều đó khiến cho đội bóng của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn cản những pha phối hợp của đội tuyển Iran. Vừa rồi là một tình huống điển hình. Tình huống mà các hậu vệ của chúng ta đã bị hút người về phía cầu thủ chuyền bóng. Nếu như Sardar Azmoun không ghi bàn thì có lẽ là bàn thắng cũng đã đến với số 17 Taremi. Bàn thắng vừa rồi có lẽ cũng giải tỏa được áp lực rất nhiều với huấn luyện viên Carlos Queiroz. Đội tuyển Iran sau 37 phút không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng họ cũng đã có được bàn thắng để giải tỏa những áp lực và sự bế tắc. Quang Hải điều chuyển cho Công Phương. Những sải chân của các cầu thủ Iran là rất dài. Vì thế đua tốc độ với đội bóng này là một thử thách rất khó khăn. Công Phượng sẽ cần phải xuất phát sớm hơn thì mới có hy vọng đua tốc độ với các trung vệ bên phía Iran. Pascal Dejaga. Morteza. Việc chúng ta cầm cự được đến phút thứ 38 mới phải nhận bàn thua đầu tiên cũng là một điều đáng khen ngợi đối với đội tuyển Việt Nam. Trước một đối thủ rất mạnh như đội tuyển Iran thì việc giữ sạch lưới là việc vô cùng khó khăn. Cầu thủ đang thi đấu cho Rubin Kazan. Godos.
Amiri. Những pha phối hợp cho thấy trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Iran là rất tốt. Về mặt lý thuyết thì dù có thua trong trận đấu này, nhưng với một cách biệt ít bàn thắng thì đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để giành vé đi tiếp. Chính vì thế mà các cầu thủ của chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh và duy trì một thế trận chắc chắn với những đấu pháp mà chúng ta đã đề ra. Trọng Hoàng đã rất fair play, đá bóng ra ngoài sân khi một cầu thủ của đội tuyển Iran đang bị đau, đó là Amiri. Hiệp một không còn nhiều thời gian, chúng ta đã không thể giữ sạch lưới đến hết hiệp một. Sau khi ngồi im trên băng ghế chỉ đạo từ đầu trận, lúc này đã đứng sát đường biên để trực tiếp chỉ đạo cao trò của mình. Cấu Phượng, đây là một kịch bản mà có lẽ ông Park Hang-seo đã lường trước được, và có lẽ ông cũng đã có những phương án dự phòng. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam lúc này cần phải hạn chế tối đa những bàn thua, và chúng ta sẽ chờ đợi đến những thời điểm cuối trận. Huấn luyện viên Park Hang-seo có rất nhiều những cầu thủ tấn công tốt trong tay, và khi đó những sự thay đổi chiến thuật sẽ có thể mang đến những bất ngờ cho chúng ta. Một pha tổ chức phòng ngự tốt của đội tuyển Việt Nam. Kỹ thuật của các cầu thủ Iran rất tốt. Godos. Để ra cả bóng chạm chân Đoàn Văn Hậu. Trong hiệp một thì đội trưởng De Zaga đã hoạt động rất năng nổ. Những pha đi bóng của cầu thủ này bên phía cánh phải tạo ra rất nhiều sóng gió, và bàn thua của chúng ta cũng đến từ một tình huống mà De Zaga tạt bóng bên phía cánh phải. Đây chính là tình huống đó. Pha phối hợp tấn công rất cơ bản của cầu thủ Iran, nhưng để chống đỡ được là không hề đơn giản. Lần này thì Đặng Văn Lâm đã nhanh tay hơn. Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Iran áp sát rất nhanh, lấy được bóng trong chân của Văn Hậu. Asmun. Taremi, Minh Taremi giữa vòng vây các cầu thủ của chúng ta. Cầu thủ Iran không chỉ có chiều cao, có thể hình và thể lực tốt, còn là những bậc thầy về kỹ thuật. Lúc này thì đẳng cấp của đội tuyển Iran đang ngày càng được bộc lộ nhiều hơn. Họ đã bắt đầu kiểm soát bóng với tỷ lệ áp đảo hơn đội tuyển Việt Nam với 70%. Trong trận đấu gặp đội tuyển Yemen, khi đã dẫn trước đối thủ với cách biệt an toàn, thì cầu thủ Iran đã có những tình huống xử lý rất ngẫu hứng và không khác gì những pha bóng biểu diễn trong các buổi tập. Chúng ta cũng biết là bóng đá futsal của Iran là số 1 châu Á. Nhưng chắc chắn là ngày hôm nay cầu thủ Iran sẽ không có cơ hội và nhiều thời gian để chơi như vậy trước đội tuyển Việt Nam. Họ đang phải thi đấu rất tập trung và cũng đầy quyết tâm.
Văn Đức, Cốc Phượng. Thời gian bù giờ cho hiệp đấu thứ nhất là 1 phút. Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đấu không đến nỗi nào. Chúng ta đã chơi phòng ngự khá tốt. Và sai sót chỉ đến đúng một lần. Nhưng với một đội bóng đẳng cấp như Iran thì sai sót sẽ rất dễ phải trả giá. Việc chúng ta bị dẫn bàn trong hiệp 1 có lẽ cũng đã nằm trong tiết liệu. Đã không có cú dứt điểm được tung ra từ phía các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Người đang bị đau là Morteza. Nhìn chung thì kết quả thua 0-1 trước Iran trong hiệp 1 cũng là một điều chấp nhận được của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của chúng ta đã chơi đầy nỗ lực và có một thế trận khá tốt trước đội tuyển Iran. Và đội tuyển Iran cũng có một hiệp đấu khá vất vả và phải chờ đợi đến những phút cuối cùng của hiệp 1, phút thứ 38, họ mới có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Các bạn thân mến, xin mời các bạn tạm nghỉ khoảng 10 phút trước khi cùng quay trở lại để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran cùng với chúng tôi. Phải đợi đến những phút cuối cùng, phút thứ 38 thì đội tuyển Việt Nam mới phải nhận bàn thua đầu tiên trước cao thủ Iran. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà chúng ta, những cầu thủ của chúng ta với sự ghi nhận về tinh thần thi đấu và kỷ luật của họ trong khâu phòng ngự, họ đã làm khá tốt. Ở hiệp 2 này sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo có những sự điều chỉnh. Và sự điều chỉnh đầu tiên đó chính là việc đưa Văn Toàn vào sân. Văn Toàn sẽ vào đá thay vị trí của Phan Văn Đức. Bây giờ chúng ta sẽ có bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam là Văn Toàn, Công Phượng và Quang Hải. Khá lâu rồi Văn Toàn mới trở lại đội hình của đội tuyển Việt Nam sau khi gặp chấn thương ở vòng bảng của AFF Cup vừa qua. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Văn Toàn vào sân ở thời điểm này là rất hợp lý. Cầu thủ Iran là những người không hề e ngại các cầu thủ có chiều cao hay tốc độ, vì đó chính là điểm mạnh của đội bóng này. Cầu thủ Iran chỉ sợ những cầu thủ nào thông minh hơn họ và lối đá khôn ngoan hơn họ. Ở hiệp 2 này thì đội tuyển Iran sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của chúng ta. Dù đã rất nỗ lực trong hiệp đấu đầu tiên nhưng trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đối thủ cực kỳ đẳng cấp, thì đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ sạch lưới đến hết hiệp đấu thứ nhất. Thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Hậu. Bàn thua mà chúng ta phải nhận đến từ một pha bóng phối hợp đến sát đường biên của đội bạn trước khi cầu thủ số 14 Godos truyền vào cho Asmun lập công ở thế không người kẹp với một cú đánh đầu cận thành. Văn Hậu vừa rồi đã có một pha truy cản rất đẹp mắt trước đội trưởng De Zaga của đội tuyển Iran. Đó là một pha xoạc bóng đẳng cấp của Văn Hậu. Askan De Zaga. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này thì Văn Hậu có thể nói là cầu thủ có thể hình và chiều cao lý tưởng nhất. Safi nỗ lực lấy bóng của Văn Toàn. Lại là Văn Toàn. Rất tốt. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ của đội tuyển Iran. Duy Mạnh, Trọng Hoàng,
Pha sâu kín đối thủ của Trọng Hoàng. Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thi đấu rất điềm tĩnh. Mặc dù chúng ta đang bị dẫn trước, nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi bình tĩnh, tự tin, triển khai cách chơi ưa thích của chúng ta. Quang Hải. Quang Hải đã rất nỗ lực trong pha bóng này, nhưng bất lợi về sải chân khiến anh không thể tạo ra được một tình huống qua người, chuyền bóng vào phía trong. Mặc dù là một cầu thủ nhỏ con nhưng Quang Hải lại rất nhanh. Đây chính là điểm mạnh của tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Và cắt bóng của Duy Mạnh. Trọng Hoàng đang chơi tự tin với những pha tranh chấp không hề thua kém gì đội tuyển Iran. Trước giải đấu này, Trọng Hoàng đã phải vật lộn với chấn thương. Anh chỉ kịp bình phục ngay trước khi khai mạc giải đấu, ngay trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những phương án để thay thế Trọng Hoàng bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam, như việc triệu tập Ngân Văn Đại, Văn Hậu. Mặc dù mới trở lại sau chấn thương, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng Trọng Hoàng đang lấy lại phong độ của mình rất nhanh và lúc này không thấy biểu hiện gì của một cầu thủ vừa phải điều trị chấn thương như Trọng Hoàng lúc này. Dezaga, Taremi, Askan Dezaga và cắt bóng của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đức Huy, Văn Hậu, Quang Hải đường truyền cho Văn Toàn, có lẽ đã việt vị. Những tình huống như vừa rồi là những tình huống mà Văn Toàn rất ưa thích, những tình huống chạy phá bẫy việt vị. Điểm mạnh của Văn Toàn là tốc độ và khả năng di chuyển rất khôn ngoan của Văn Toàn. Và xử lý rất kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Có lẽ Văn Toàn sẽ là sự bất ngờ mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn dành cho cầu thủ Iran. Hùng Dũng, Quang Hải lùi khá sâu, Quế Ngọc Hải đường truyền đến vị trí của Văn Toàn. Lúc này đội tuyển của chúng ta đang là những người chơi chủ động. Chúng ta đang cầm bóng tốt và tổ chức tấn công rất mạch lạc và tự tin. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin đang có những toan tính. Đức Huy, đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì được sự bình tĩnh và chắc chắn trong cách chơi. Đây là điều mà chúng ta rất nên làm lúc này. Đội tuyển Iran bây giờ đã không còn dám dâng cao nữa, mà họ đang phải lùi về chơi phòng ngự. Bắn toang đường chuyền cho Công Vương, không vào. Rất đáng tiếc. Một cơ hội rất thuận lợi của chúng ta, một cơ hội có thể nói là rất khó để có được. Vừa rồi thì Văn Toàn sau khi vào sân đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Văn Toàn và Công Phượng là những người rất hiểu ý nhau. Cơ hội tốt nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận đấu. Đó có lẽ cũng là lúc mà các cầu thủ Iran phải giật mình. Đội tuyển Việt Nam đã có một pha phối hợp tấn công sắc nét.
De Zaga. Được rồi, cũng phải dành lời khen cho sự xuất sắc của thủ môn Ali Reza bên phía đội tuyển Iran. Một tình huống bằng ra kịp thời để làm hẹp góc sút của Công Phượng. Asmun dứt điểm, không thắng được Đặng Văn Lâm. Taremi không vào. Một lần nữa Đặng Văn Lâm lại cho thấy sự chắc chắn của mình. Chúng ta đã thấy những điểm sáng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Và điều đó khiến cho các cổ động viên lúc này hoàn toàn có thể hy vọng ở những phút tiếp theo sẽ có những điều bất ngờ. Đức Huy, Trọng Hoàng. Asmun. Đường chuyền không chính xác của Sara Asmun. Hùng Dũng. Chúng ta đang muốn tận dụng tốc độ và đặc biệt là sự lắt léo của Văn Toàn để gây khó dễ cho hàng phòng ngự đối phương. Zarandini. Chúng ta nghe rất rõ tiếng hô vang Việt Nam vô địch ở trên khán đài. Cổ động viên Việt Nam hôm nay không hề thua kém so với cổ động viên của Iran. Muốn tận dụng rất nguy hiểm. Đặng Văn Lâm đã băng ra kịp thời. Nỗ lực ngăn cản đối phương của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền của Đỗ Hồng Dũng. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại tình huống mà Văn Toàn đã tạo điều kiện cho Công Phượng đối mặt với thủ môn của Iran. Công Phượng ở tình huống này đã chủ đích dứt điểm về góc xa. Nhưng thủ môn của đội tuyển Iran bắt bài. Trước đó là một pha chọc khe rất hay của Quang Hải cho Văn Toàn. Những cơ hội như vừa rồi là rất hiếm hoi và chúng ta cần phải tận dụng một cách triệt để. Tuy nhiên điểm tích cực là kể từ sau khi Văn Toàn vào sân thì đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công với những tình huống nguy hiểm hơn về phía đội bạn. Không bất ngờ khi chúng ta đang phải rượt đuổi tỷ số. Godos. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều và đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Đội tuyển Iran lúc này cũng đang phải chơi chậm lại để chắc chắn và họ đang rất cảnh giác với đội tuyển Việt Nam. Người bị đau là Đức Huy. Pha va chạm rất mạnh. Đức Huy có lẽ cũng đã rất đau. Trọng tài người Singapore Taki vừa ra hiệu cho bác sĩ của đội tuyển Việt Nam vào sân để xem xét chấn thương của Phạm Đức Huy. Cầu thủ Iran với lợi thế về mặt thể hình luôn rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp. Và đây là những tình huống mà đội tuyển của chúng ta gặp bất lợi. Có những dấu hiệu từ phía bác sĩ với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Có lẽ Đức Huy vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Quả chạm rất mạnh. Và người chủ động là Taremi bên phía đội tuyển Iran.
vai của Tarimi vừa rồi đã đập thẳng vào mặt của Đức Huy. Đó là một pha va chạm có thể nói là rất choang váng. Rất may là lúc này Đức Huy đã có thể đứng dậy và đi lại một cách tỉnh táo. Đức Huy đã tiếp tục vào sân. Đức Huy. Đã bất ngờ. Một quân bài mà có thể là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính toán để tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Ngân Văn Đại sẽ được vào sân để thay Đức Huy. Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup, Ngân Văn Đại là một cầu thủ đã được tính toán để có thể thay vị trí của Trọng Hoàng trong trường hợp cầu thủ số 8 của chúng ta không kịp trở lại. Đây là lần đầu tiên mà Ngân Văn Đại được ra sân tại Asian Cup. Và chúng ta sẽ cùng xem cầu thủ này sẽ thể hiện khả năng của mình ở một sân chơi lớn như thế nào. Ngân Văn Đại là một cầu thủ đa năng, có thể chơi được ở nhiều vị trí. Dù cầu thủ này ban đầu là một cầu thủ được đào tạo để trở thành một tiền đạo, anh cũng vẫn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc là tiền vệ cánh. Trước thời điểm diễn ra Asian Cup thì ông Park Hang-seo cũng đã thử nghiệm Ngân Văn Đại ở vị trí hậu vệ biên. Ông đã từng có ý định sử dụng Ngân Văn Đại ở vị trí hậu vệ biên của Trọng Hoàng khi cầu thủ này bị chấn thương. Đội tuyển Iran ngày hôm nay cũng đang không tạo ra được nhiều cơ hội. Đây rõ ràng không phải là một trận đấu dễ dàng của đội tuyển Iran so với trận đấu gặp Yemen. Đây có thể là một trận đấu mà các cầu thủ Iran phải tốn rất nhiều mồ hôi. Của Quế Ngọc Hải, cơ hội để phản công, đường truyền cho Văn Toàn. Vừa rồi chúng ta lại thấy Văn Toàn phát huy được điểm mạnh của mình, những tình huống di chuyển khôn ngoan. Văn Toàn bị kẹp giữa hai cầu thủ to cao. Những tình huống di chuyển như vừa rồi Văn Toàn cũng có thể tận dụng để tìm kiếm những quả penalty. Quang Hải chuyển chính xác cho Ngân Văn Đại. Zarandini. Dizaga. Mortiza. Không chính xác của cầu thủ Iran. Ngày hôm nay đội tuyển Iran đã không thể dạo chơi giống như trận đấu họ gặp đội tuyển Yemen. Ông Kiros đã bắt đầu đưa ra những sự điều chỉnh. Tỷ số trên sân lúc này không phải là một kết quả quá tệ với đội tuyển Việt Nam, nhưng rõ ràng chúng ta hướng đến một kết quả tốt hơn. Quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam trong những phút vừa qua của hiệp 2 khiến Iran phải lùi sâu đội hình hơn. Tôi nghĩ rằng lúc này đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có một thế trận cũng khá cân bằng, đã không hề bị lép vế hơn so với đối thủ. Asmun. Yeah!
Quế Ngọc Hải. Rất tốt, Trọng Hoàng đã can thiệp kịp thời. Cao thủ Iran cũng đang khá loay hoay trong việc tìm kiếm cách tiếp cận khung thành của Đặng Văn Lâm. Khá tiếc khi Trọng Hoàng không theo được đường truyền vừa rồi của Công Phượng. Sự thay đổi cầu thủ, hai sự thay đổi liên tiếp bên phía đội tuyển Iran. Vào sân đó là số 6 Ahmad và số 16 Mari Torabi. Vahid Amiri là một trong hai cầu thủ rời sân bên phía đội tuyển Iran. Torabi chính là cầu thủ đá chính trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển Yemen. Người thứ hai rời sân bên phía đội tuyển Iran là Mehdi Taremi. Như vậy là ông Carlos Queiroz đã quyết định thay cả hai cầu thủ bên phía cánh trái là Amiri và Tamiri Taremi. Đội tuyển Iran ngày hôm nay không có một thế trận dễ dàng. Taremi là một cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu gặp Yemen, nhưng ngày hôm nay thì Taremi cũng không để lại được nhiều dấu ấn. Lỗi đẩy sau, người phạm lỗi đó là Ahmad Nurola. Có thể nói là cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của đội tuyển Iran. Ngày nay Iran đã không thể triển khai được một thế trận áp đặt giống như những gì mà họ vẫn thường ưa thích làm. Dứt điểm ngay. Lúc này có cảm giác như chính đội tuyển Việt Nam mới đang là những cầu thủ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Sau pha đưa bóng vào của Đoàn Văn Hậu thì Lân Văn Đại đã để bóng chạm vào người. Đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn đang chơi rất bình tĩnh và chắc trận. Trọng Hoàng và xử lý khá mạo hiểm. Đó là một vị trí nhạy cảm. Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Văn Toàn rất nỗ lực. Vẫn là các cầu thủ chúng ta các lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì trọng tài Taki mới cất còi sau khi chúng ta để mất bóng. Đội tuyển Việt Nam đang chơi kiểm soát bóng khá tốt. Chúng ta đang có được sự phối hợp khá nhịp nhàng giữa các vị trí. Sau khi Văn Toàn vào sân thì cầu thủ này cũng đóng vai trò rất quan trọng trong những tình huống lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn đang rất chịu khó di chuyển. Cú sút của Quang Hải. Gondos dâng cao đội hình, nhưng chúng ta cũng cần phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác với những pha phản công nhanh của đội tuyển Iran. Vừa rồi chúng ta có thể thấy tốc độ và sức mạnh của Gondos là như thế nào. Duy Mạnh đã phải rất vất vả để ngăn cản pha lên bóng của Gondos. Đúng là một cầu thủ đang thi đấu ở cấp bóng đá cao nhất của châu Âu như Ligue 1. Chúng ta thấy được khả năng của họ là rất mạnh mẽ trên. Safi việt vị, tình huống bẫy việt vị quen thuộc của các cầu thủ Việt Nam.
đội tuyển Việt Nam đang chơi đầy bản lĩnh và tự tin. Chúng ta đã tổ chức phòng ngự một cách rất thành công trước đội tuyển Iran, đội bóng số 1 của châu Á hiện nay. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một quyền thay đổi người. Zarandini. Safi. Godos. Ahmad. Đội tuyển Iran lúc này cũng không chơi dâng cao. Họ chơi chậm rãi. Nhưng hãy cảnh giác với những tình huống mà họ phản công và đột ngột tăng tốc. Với những thủ đẳng cấp trong đội hình thì Iran có thể phá vỡ bất cứ hàng phòng ngự nào ở tầm châu Á. Asmun, ở đây là một pha bóng như vậy. Chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai trong tình huống mà đội tuyển Iran bất ngờ tăng tốc. Cú đúp dành cho Sadra Asmun. Chỉ một thoáng lơ là thôi, chúng ta đã phải nhận bàn thua. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha phơm tấn công của cao thủ Iran. Đầu tiên là pha bóng của Trọng Hoàng, sau đó là cú pha bóng không chính xác của Duy Mạnh. Đội bạn với sức dướn rất nhanh, ngay lập tức đưa ra pha dứt điểm về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Tình huống tấn công được dàn xếp ở tốc độ cao của các cầu thủ Iran. Sự khác biệt của những đội bóng đẳng cấp đó là họ có thể không cần một thế trận tốt nhưng họ vẫn có được bàn thắng khi đối thủ bị thiếu tập trung. Các đội bóng đẳng cấp như đội tuyển Iran luôn có những cầu thủ rất biết cách tận dụng những sai lầm của đối thủ. Và trong trận đấu họ chỉ cần chờ đợi một hai lần có cơ hội như vậy là đủ. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam bây giờ là phải nỗ lực rút ngắn tỷ số. Chúng ta không được phép để thua với tỷ số cách biệt. Điều đó sẽ bất lợi trong việc chạy đua giành một trong những 9 thứ 3 tốt nhất ở các bảng đấu để đi tiếp. Và không chơi tốt của Công Phượng, không còn đủ sức dướn để quạt cầu thủ tiếp theo. Askar Dezaga. Dâng cao để gây sức ép. Chúng ta vẫn đang phải vừa đề cao mặt trận phòng ngự và cũng vừa cần phải ghi bàn thắng. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn vào lúc này. Pha đi bóng của Godos. Iran cũng có một lượng lớn các cổ động viên có mặt tại sân. Chúng ta thấy thể lực của Godos tốt như thế nào. Bùi Tiến Dũng lao vào cản phá đã không thể ngăn cản được anh. Đến Quế Ngọc Hải thì bật ra khi va chạm với cầu thủ này. Đội tuyển Iran mặc dù không có một trận đấu quá lấn lướt trước đội tuyển Việt Nam nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của mình thì họ vẫn có được hai bàn thắng. Đội tuyển Iran có những cầu thủ tấn công rất chất lượng và chỉ
cần một sơ sẩy nhỏ thôi là các cầu thủ này hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt. Dứt điểm. Sút của số 6 Ahmad. Chúng ta xem lại bàn nhân đôi cách biệt của Sagna Asmun. Các cầu thủ đội tuyển Iran đều sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt, nhưng trong cách chơi của họ thì các cầu thủ không bao giờ lạm dụng kỹ thuật và không chơi dườm dà. Quang Hải với hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam thì lúc này Sada Amun đang là người dẫn đầu trên danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Asian Cup năm nay với 4 bàn thắng. Karim Ansari, số 10 bên phía đội tuyển Iran, chuẩn bị đội huấn luyện viên Carlos Queiroz tung vào sân. Chúng ta thì đang đứng trước một cơ hội, một tình huống cố định. Quang Hải, Oscar De Zaga đã phạt từ cự ly quá xa của Quang Hải. Và đây là cơ hội phản công của đối bạn Đặng Văn Lâm. Duy Mạnh đã kịp thời lui về. Rất nguy hiểm. Rất may là vừa rồi sự có mặt kịp thời của Đỗ Hùng Dũng đã giải nguy cho đội tuyển Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng đã có một pha cản phá bằng đầu. Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại định đẩy bóng để vượt qua cầu thủ số 3 bên phía đội tuyển Iran. Cầu thủ số 3 bên phía đội bạn đã phạm lỗi cản người không bóng và phải nhận thẻ vàng. Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng một quả đá phạt. Và đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Điểm đá phạt là hơi chếch về bên phía cánh phải. Ở góc sút này thì Quang Hải là người có thể thực hiện quả đá phạt với cái chân trái của mình. Đúng là như vậy, Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Góc sút hơi giống với tình huống mà cầu thủ của đội tuyển Iraq đã ghi bàn quyết định vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trước. Quang Hải đã không ít lần ghi bàn từ những quả đá phạt chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ tại giải U23 châu Á vừa qua trong năm 2018. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem khả năng đá phạt của Quang Hải. Quang Hải, một trong cầu thủ thấp nhất trên sân lúc này đối mặt với người cao nhất trên sân. Bóng đi đúng vị trí của thủ môn Amin Reza. Thẳng. Trọng Hoàng. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cao hơn. Đội tuyển Việt Nam đang rất nỗ lực để kiểm soát bóng. Cao hơn hẳn, cầu thủ Iran đang chơi điềm tĩnh. Cho tới lúc này
cơ hội tốt nhất của đội tuyển Việt Nam, đó là tình huống dứt điểm đối mặt thủ môn của Công Phượng. Như vậy là Karim Ansarifa đang chuẩn bị được huấn luyện viên Carlos Queiroz đưa vào sân. Lỗi từ phía sau của Quế Ngọc Hải. Ngọc Hải ở Quang Hải ở tình huống dứt điểm vừa rồi đã chọn góc xa thay vì đưa bóng vào góc cao, góc gần. Quang Hải hiện nay cũng đang được các nước châu Á rất quan tâm sau những gì cầu thủ này đã thể hiện. Như vậy là Sada Amun sẽ rời sân, người đã ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển Iran trong trận đấu này. Vào thay cho anh là Karim Ansarifa, một cầu thủ rất nổi tiếng của cao thủ Iran, người đang chơi cho câu lạc bộ Nottingham Forest và cũng là cầu thủ đã ghi bàn thắng vào lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup bằng một quả đá penalty. Hai bàn thắng ở trận đấu này là các bàn thắng thứ 26 và 27 của Sada Asmun trong áo đội tuyển Iran. Anh vẫn đang là chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Iran thời điểm hiện tại. Người đang bị đau là Trọng Hoàng. Trận đấu đã bước vào phút thứ 80. Chúng ta cần phải có bàn thắng vào lưới đội tuyển Iran trong khoảng hơn 10 phút còn lại. Những pha tranh chấp với đội tuyển Iran là điều mà chúng ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Cầu thủ Iran có thể hình rất cao to. Trọng Hoàng đã bị đau sau pha tranh chấp với Safi. Trọng Hoàng cũng vừa mới trở lại sau chấn thương. Điều đó khiến cho chúng ta lúc này đang cảm thấy rất lo lắng. Không hiểu là chấn thương của Trọng Hoàng có bị tái phát hay không. Trọng Hoàng đang là một cầu thủ rất quan trọng. Thống kê sau mỗi trận đấu cho thấy Trọng Hoàng thường là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng đã trở lại sân và có thể tiếp tục trận đấu. Phút thứ 81 của trận đấu, đội tuyển Iran đang tạm dẫn 2-0 trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đây không hề là một trận đấu dễ dàng với cao thủ Iran. Chúng tôi quan sát thấy là tiền đạo Tiến Linh chuẩn bị được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân. Quân bài cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng trong trận đấu này. Có thể Công Phượng sẽ là người rời sân. Gafuri, Ahmad, Godos, Askan Dezaga. Nếu giành 3 điểm ở trận đấu này, đội tuyển Iran sẽ là đội bóng đầu tiên ở bảng D có mặt ở vòng 1/8. Askan Dezaga, Godos. Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam đang phải trải qua một hoàn cảnh rất khó khăn
chúng ta đang vừa cần phải ghi bàn và lại vừa phải chơi phòng ngự trước đội tuyển Iran. Rõ ràng sự chênh lệch là điều mà chúng ta vẫn thấy rõ. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã chơi rất cố gắng trong việc hạn chế những điểm mạnh của đội tuyển Iran, tuy nhiên việc cầm hòa được từ đội tuyển Iran có lẽ là một nhiệm vụ quá sức. Một đường chuyền lỗi của Morteza. Hùng Dũng. Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Thế Linh đã sẵn sàng vào sân. Zaranini. Hùng Dũng. Đường chuyền vượt tuyến. Tình huống cản phá khá dễ dàng của cầu thủ Iran. Cầu thủ Iran là những người rất khỏe và mạnh mẽ trong những pha tranh chấp cũng như những tình huống vây hãm. Vì thế rất khó cho đội tuyển Việt Nam trong việc tổ chức tấn công. Như vậy không phải Công Phượng rời sân mà Trọng Hoàng là cầu thủ rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Tiến Linh. Có lẽ khi Trọng Hoàng rời sân thì Ngân Văn Đại sẽ chám vào vị trí của cầu thủ này. Bây giờ thì Công Phượng sẽ lùi về đá tiền vệ để nhường vị trí cao nhất trên hàng công cho Tiến Linh. Thế ra cả Gafuri. Đội tuyển Việt Nam cần phải dâng cao đội hình hơn nữa. Thời gian còn lại là không nhiều. Chúng ta lúc này đang rất cần có được một bàn thắng. Quang Hải. Quả thật là Iran quá mạnh và cho tới lúc này họ vẫn chưa bộc lộ điểm yếu sau gần 2 trận đầu tiên. Đội tuyển Iran không cần có một thế trận tấn công quá áp đảo, nhưng họ vẫn đang chơi một cách đầy bản lĩnh và có được điều mà họ cần, đó là một chiến thắng. Đây rõ ràng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Asian Cup năm nay. Và bằng lên phát bài của Quế Ngọc Hải. Hùng Dũng. Thể lực của một số vị trí bên phía đội tuyển Việt Nam đã giảm sút trông thấy. Bùi Tiến Dũng. Chúng ta đã phải làm việc rất vất vả trong một trận đấu với một đội bóng rất mạnh. Văn Toàn.
Thời gian còn lại của trận đấu là không nhiều. Văn Toàn vẫn đang không có được nhiều cơ hội. Văn Toàn đã vượt qua được pha truy cản của Morteza. Sau đó thì cầu thủ số 13 bên phía đội bạn đã kịp thời bọc lót. Hùng Dũng, Quý Ngọc Hải, các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cũng đã được dâng cao. Cầu thủ Iran rất nhanh và khỏe. Điều đó khiến cho họ rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp. Và cầu thủ Việt Nam nếu không chuyền bóng nhanh thì rất dễ bị cướp bóng. Chính vì thế mà chúng ta đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc tự tin cầm bóng bên phần sân của Iran. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, cơ hội Quang Hải, không vào. Rất đáng tiếc. Đây là một cơ hội có thể nói là tốt nhất của Quang Hải kể từ đầu trận đấu đến giờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Quang Hải đã rất bình tĩnh đưa bóng và chỉnh bóng, đưa bóng sang chân trái để thực hiện cú dứt điểm sở trường. Rõ ràng là việc đối mặt với một đối thủ mạnh như Iran cũng khiến cho Quang Hải gặp khó khăn trong việc thực hiện những pha dứt điểm. Bởi đá với Iran thì chúng ta phải có những pha xử lý rất nhanh. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Lúc này đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào và chúng ta đang có hiệu số bàn thắng thua là -3. Đội bóng của huấn luyện viên Carlos Queiroz đã thể hiện rõ đẳng cấp của mình. Iran đã cho thấy vì sao họ đang được đánh giá là đội bóng số 1 châu Á lúc này. Cầu thủ Iran rất nhiều người thi đấu ở châu Âu, tại những nền bóng đá cao nhất của châu Âu như giải Ngoại hạng Anh. Đã có thể vàng dành cho Đỗ Duy Mạnh ở tình huống này sau pha ngăn cản số 10 Karim Ansari. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Trận trước Duy Mạnh cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Cộng với chiếc thẻ vừa rồi, Duy Mạnh sẽ vắng mặt ở trận đấu mà chúng ta gặp đội tuyển Yemen. Dứt điểm. Không biết là sau lượt trận thứ hai thì đội tuyển Việt Nam có còn cơ hội để đi tiếp hay không. Nếu như còn thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải giành một chiến thắng thật đậm trước đội tuyển Yemen mới có thể đi tiếp. Diễn ra 3 trận đấu tại Asian Cup 2019 sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran. Vào lúc 20:30, Yemen sẽ gặp đội tuyển Iraq cũng ở bảng D. Sau đó muộn nhất là trận đối đầu giữa đội tuyển Liban và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Các trận đấu này đều được Đài truyền Việt Nam tường thuật trực tiếp trên VTV6, VTV5 và app VTV Sports. Mặc dù không thể giành được một điểm trước đội tuyển Iran, tuy nhiên cầu thủ Việt Nam cũng đã cho thấy bản lĩnh thi đấu rất kiên cường. Chúng ta chơi với một đội bóng số 1 của châu lục, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin. Chúng ta mạnh dạn cầm bóng và tổ chức tấn công, khiến cho đội tuyển Iran ngày hôm nay cũng không có một trận đấu dễ dàng. Đã có những lúc đội tuyển Iran phải chơi phòng ngự trước đội tuyển Việt Nam. Đấy là những tín hiệu rất đáng mừng mà chúng ta thấy được từ đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên những trận đấu như thế này luôn giúp cho các cầu thủ chúng ta học hỏi được rất nhiều. Park Hang-seo.
sự tự tin nữa. Duy Mạnh. Đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Trận đấu chỉ còn tính bàn giây. Giành điểm trước đội tuyển Iran, tuy nhiên cũng không sao cả vì dù sao các cầu thủ đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu hay, một trận đấu hấp dẫn với những diễn biến mà chúng ta không hề thua kém nhiều so với đội tuyển Iran. Mặc dù cầu thủ Iran vẫn là những người đẳng cấp hơn, họ đến từ một nền bóng đá phát triển hơn với sự đầu tư rất lớn. Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu với một tinh thần thi đấu rất đáng khen ngợi. Chúng ta đã khiến cho đội tuyển Iran có một trận đấu không hề dễ dàng. Các bạn thân mến, ngay sau đây mời các bạn cùng trở lại với trường quay của Đài truyền Việt Nam để theo dõi phần bình luận sau trận đấu này của chúng tôi cùng với các vị khách mời.